Trước trận đấu với Cộng hòa Séc, anh có hai cầu thủ bị cách ly. Cộng hòa Séc thoải mái trong trận đấu cuối cùng với tuyển Anh. Huấn luyện viên cosland nói cầu thủ dương tính không ảnh hưởng đến cả đội. Rostia có thể trảm nhiều ngôi sao ở trận chung kết với cosland Đan Mạch lách qua khe cửa hẹp tiễn Nga về nước. Hà Lan xô đổ nhiều kỷ lục sau trận thắng 3-0 trước Bắc Macedonia. Messi đã cột mốc lịch sử sau khi đánh bại Paraguay. Thủ tướng Đức gật đầu mọi vấn đề về ý, trừ việc muốn ai thắng tại Euro. Quý vị đã đến với bản tin thể thao của EBNC, phải cùng thanh tổng điểm qua những nội dung nổi bật có trong bản tin của ngày hôm nay. Quý vị, trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của bản đề vào rạng sáng ngày mai với Cộng hòa Séc, tuyển Anh đã nhận phải hung tin khi phải cách ly hai cầu thủ là Ben Chilwell và Mason Mount. Cả hai đều có tiếp xúc gần với Billy Gilmour, cầu thủ của tuyển cosland Cầu thủ này được xác định là dương tính với Covid-19. Mai đây, Trận đấu sáng mai giữa Anh và Cộng hòa Séc chỉ là thủ tục để phân ngôi vị nhất nhì ba, vì cả hai đều đã giành vé đi tiếp. Dẫu một trong hai bị tụt xuống vị trí thứ ba, thì họ cũng cầm chắc đã hơn điểm một số đội đứng thứ ba ở các bảng đấu khác. Tuy nhiên, huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn tỏ ra lo lắng, bởi hiện nay dẫu đã được tiêm vaccine, nhưng ai cũng có nguy cơ nhiễm COVID-19 biến thể mới. Chúng tôi chưa chắc điều gì lúc này, còn nhiều cuộc thảo luận và điều tra nữa. Ben Chilwell và Mason Mount đang được cách ly vì có tiếp xúc gần với Billy. Chúng tôi phải tính các phương án dự phòng cho trận đấu sắp tới. Trong cuộc xét nghiệm bắt buộc của cả đội vừa qua, tất cả chúng tôi đều không ai bị nhiễm, vẫn có thể đi lại cùng nhau và ăn uống cùng nhau. Theo quy định phòng dịch của chính phủ Anh, có thể cả Mount và Chilwell sẽ phải cách ly 10 ngày. Điều này đồng nghĩa họ sẽ không thể tham dự trận đấu sắp tới với Cộng hòa Séc và cả tại trận vòng 1-16. Tuy nhiên, huấn luyện viên Gareth Southgate có lẽ cũng không quá lo lắng khi ở, ở vị trí hai cầu thủ này để lại, tuyển Anh đã có sẵn những phương án dự phòng chất lượng. Do cả hai đã chắc suốt đi tiếp nên trước khi bước vào trận đấu với tuyển Anh vào sáng ngày mai, các cầu thủ lẫn ban huấn luyện Cộng hòa Séc đều cảm thấy thoải mái và sẵn sàng để ra sân. Nằm chung bảng với hai đối thủ cực mạnh là Croatia và Anh, không ai có thể nghĩ hiện giờ Cộng hòa Séc là đội tuyển đang giữ ngôi đầu bảng D với 4 điểm sau hai lượt trận. Đối mặt với đội tuyển Anh trong trận cầu thủ tục sắp tới, cầu thủ lẫn ban huấn luyện Cộng hòa Séc đang khá tự tin và không có gì để lo lắng. Tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái tốt, đều đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi đã có vé vào vòng đấu sau, điều đó thật tuyệt vời. Chúng tôi rút ra một ý bài học sau mỗi trận đấu và cần phải không ngừng tiến lên. Tôi tin rằng trận sắp tới sẽ rất khác và rất hữu ích. Trái bóng đang trong chân chúng tôi, thật tuyệt nếu có thể vượt qua chính mình. Cứ chiến đấu mà không cần nhìn sang kết quả ở trận cùng giờ. Trận đấu sắp tới cũng giống như trận gặp Croatia, chúng tôi sẽ phòng ngự chặt và phản công khi có cơ hội. Hiện tại cùng có 4 điểm nhưng Cộng hòa Séc hơn tuyển Anh ở hiệu số bàn thắng bại. Chỉ cần một trận hòa nữa họ sẽ vững ngôi đầu bảng. Trước trận đấu cuối cùng vòng bảng với Russia vào rạng sáng ngày mai, huấn luyện viên tuyển Scotland khẳng định việc Billy Gilmers bị nhiễm Covid-19 và phải đi cách ly không ảnh hưởng đến sức mạnh của cả đội. Tất cả chỉ bị xáo trộn đôi chút, còn lại Scotland luôn có những cầu thủ sẵn sàng để thay thế. Mọi thứ không ảnh hưởng nhiều đến toàn đội. Billy đã tập luyện chăm chỉ nhưng không may nên không thể tham dự trận đấu tới. Biết đâu đây là cơ hội để ai đó tỏa sáng và trở thành người hùng quốc gia. Nói về đối thủ Croatia, huấn luyện viên Steve Clark dành sự tôn trọng rất lớn. Dù hai trận vừa qua họ thi đấu không thực sự ấn tượng, họ là đội bóng tốt, các cầu thủ giỏi. Chúng tôi có sự tôn trọng rất lớn dành cho họ. Chúng tôi sẽ chơi với họ bằng tất cả năng lực của mình. Nếu có thể vượt qua họ, chúng tôi sẽ tiến vào vòng 16 lần đầu tiên trong lịch sử. Đây thực sự một khoảnh khắc vĩ đại. Cục diện bảng D hiện nay có cả Croatia và Scotland cùng có một điểm. Đội nào thắng trong trận đấu này sẽ chắc xuất vị trí thứ ba hoặc thứ hai với 4 điểm trong tay, rộng vé đi tiếp vào vòng 1-16. Trong một diễn biến khác, từ huấn luyện viên Rostia Derlich nhiều khả năng sẽ để Ante Rebic ngồi ngoài trận đấu chung kết với Scotland Thay vào đó, ông sẽ dùng chân suốt dài quốc nội là Andre Big, ngôi sao của AC Milan, thi đấu thất vọng khi đá chính hai trận liên tiếp ở vị trí tiền đạo cấm. Ngoài ra, các cầu thủ Brekalo, Gramaric cũng không tạo được ấn tượng khi thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải. Huấn luyện viên Dalic đang phải toan tính với những phương án thay đổi ở trận đấu quyết định gặp Scotland. Ngoài ra, vị trí hậu vệ cánh trái cũng có thể chứng kiến sự thay đổi. Berizic nếu kịp hồi phục sẽ đá chính thay cho Josko Radio, người thi đấu ở trung tâm hàng hậu vệ cấp câu lạc bộ. Berizic được đánh giá là có khả năng tấn công ấn tượng, có thể phối hợp với Perisic bên cánh này. Tiền vệ của Atalanta Pazalic có thể có màn ra sân đá chính đầy bất ngờ nếu Kovacic không được tin dùng. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía các cầu thủ Scotland, khi trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Croatia chưa biết đến mùa chiến thắng. Còn đoàn quân màu áo xanh thì đã có được 2 lần vượt qua Croatia tại World Cup 2014. Thưa quý vị, trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin mới đây, Thủ tướng Ý Mario Carey đã nói rằng trận chung kết Euro sắp tới nên được tổ chức ở Rome thay vì tại London. Lý do hiện Vương quốc Anh vẫn đang chứng kiến sự lây lan mạnh của Covid-19, nhất là biến thể mới. Trước đó Liên đoàn bóng đá châu cũng thông báo họ có thể chuyển địa điểm tổ chức trận chung kết ra khỏi thủ đô London nếu chính phủ Anh không gỡ bỏ các quy định hạn chế đi lại nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Có một số thông tin cho thấy là Budapest Hungari sẽ được chọn nếu tình hình dịch COVID-19 tại Anh không được kiểm soát tốt. Chuyển sang một thông tin khác, tuyển nam mạch đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai một cách không thể kỳ lạ hơn, họ thua hai trận đầu ra quân tưởng chừng như giải đấu đã khép lại với họ. Tuy nhiên, trận thắng đậm trước Nga và cộng với việc bị đánh bại Phần Lan đã giúp cho những chú lính trì lách qua khe cửa hẹp, leo lên vị trí thứ hai, đồng nghĩa với một tấm vé đi tiếp. Bảng B sau khi lượt trận thứ ba khép lại, bị toàn thắng giành trọn 9 điểm. Ba đội tuyển còn lại là Đan Mạch, Phần Lan và Nga rơi vào một tình huống hy hữu là cùng có 3 điểm. Nhưng vé đi tiếp thuộc về Đan Mạch nhờ hơn hai đội còn lại ở hiệu số bằng thắng bại đánh giá về cuộc hành trình đầy ly kỳ và thành công trong việc lách qua khe cửa hẹp, huấn luyện viên và cầu thủ Đan Mạch đều tỏ ra hết sức vui mừng. Thật là một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đã hy vọng điều thần kỳ sẽ xảy ra tại Park -in. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Đan Mạch đã cổ vũ và ủng hộ bằng tất cả những cách đáng yêu nhất. Chúng tôi không thể có ngày hôm nay nếu không nhận được sự ủng hộ từ họ. Chúng tôi cảm nhận được điều này. Nó đã làm thay đổi mọi thứ. Xin được gửi một ngàn lời cảm ơn tới người hâm mộ. Các cầu thủ của tôi đều được kích lệ để đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, máu lửa hơn và sự thật là họ đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi ngày hôm nay. Cả tập thể đã làm được những điều phi thường. Chúng tôi rất trân trọng điều này. Một lần nữa xin cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn các cầu thủ. Trong lịch sử, không ít lần Đan Mạch làm nên những cuộc hành trình kỳ lạ. Giới hâm mộ túc cầu không thể quên năm 1992, họ không được tham dự Euro do thất bại ở vòng đấu loại. Sau khi năm tư không tham gia giải do nội chiến ở quê nhà, Đan Mạch được đẩy lên thay thế. Tại đây, họ đã đi một mạch tới trận chung kết và giành ngôi vô địch, trở thành nhà vô địch kỳ lạ nhất trong lịch sử các kỳ Euro. Sau trận thắng Bắc Macedonia với tỷ số 3-0, đội tuyển Hà Lan đã phá vỡ kỷ lục tồn tại từ năm 1935 trong lịch sử đội bóng. Theo đó, đây là trận đấu thứ 10 liên tiếp, cơn lốc màu da cam giành chiến thắng và ghi hai bàn trở lên, phá vỡ kỷ lục 9 trận tồn tại trong vòng 86 năm qua. Ngoài ra, Hà Lan còn lập lên một kỷ lục khác khi họ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Euro có thành tích toàn thắng ở vòng bảng ba kỳ Euro khác nhau là 2000, 2008 và 2020. Chứ dừng lại tại đó, hai cầu thủ kia bàn sáng nay cũng đã đánh những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của chính mình. Đội trưởng Wijnaldum đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 25, vượt qua thành tích của huyền thoại Marco van Basten với chỉ 24 bàn sau 58 trận. Tiếp đó, De Bay đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử của Hà Lan, vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu tại World Cup và Euro. Trước đó, người duy nhất từng làm được điều này chính là Wesley Snyder. Với quyết tâm có điểm trong trận đấu tiếp Chile vào sáng hôm nay, Uruguay đã tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và liên tục uy hiếp khung thành của thủ môn Ravu. Tuy nhiên, niềm hưng phấn ấy đã mau chóng bị dội một gáo nước lạnh sau bàn thắng của Eduardo Vargas mở tỷ số cho Chile. Với kỳ vọng chấm dứt chuỗi 4 trận không ghi nổi một bàn thắng, Uruguay xuất phát với đội hình mạnh nhất của mình với cặp song sát Cavani và Luis Suarez. Tuy nhiên, Chile cũng chứng tỏ mình không phải là một đối thủ dễ chịu bắt nạt. Phút thứ 26, nhà vô địch Copa America 2016 đã có màn mở tỷ số khi tiền đạo Vargas phối hợp cùng đồng đội bên cánh phải. Anh nhận lại bóng trong phòng khấm rồi dứt điểm quy lực tung lưới Uruguay. Sang hiệp hai, Uruguay vẫn miệt mài tấn công để có bàn thắng gỡ hòa. Nỗ lực của họ được đền đáp tại phút thứ 66. Luis Suárez thoát khỏi sự kèm cặp của người đồng đội cũ trong màu áo câu lạc bộ Barcelona, Vidal, để dứt điểm cẩn thành sau tình huống phạt gốc. Uruguay tiếp tục tấn công, nhưng Chile vẫn đứng vững. Trận đấu dù có 5 phút bù giờ nhưng cũng không có thêm bàn thắng. Với trận hòa trên, Chile đứng thứ tư bảng A với 4 điểm, trong khi Uruguay cũng có điểm số đầu tiên để xếp vị trí thứ tư. Tiếp sau đó, Argentina của Messi cũng đã có cuộc tiếp đón với Paraguay. Mọi nỗ lực cần bàn thắng để lấy lại ngôi đầu bảng. Sau chuỗi trận, chỉ biết hòa và thua cũng chính trước Paraguay. Huấn luyện viên Scaloni đã quyết tâm phá giúp bằng việc tung ra một đội hình cực mạnh, Bên cạnh Messi như thường lệ, đội hình xuất phát của Argentina còn có sự góp mặt của những hàng loạt ngôi sao tấn công đẳng cấp như là Sexo Aguero, Di Maria hay là Babu Gomez. Sự xuất hiện có quá nhiều mũi tấn công bên phía Ambiceleti đã khiến hàng thủ của ba đầu quay bị bỏ rối. Trong một tình huống quá tập trung vào Messi, các hậu vệ của ba đầu quay đã để cho Di Maria đánh chân thực hiện đường chọc khe thuận lợi cho Babu Gomez bằng xuống dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho Argentina. Bàn thắng sớm giúp Messi cùng các đồng đội chơi bóng tương đối thoải mái trong những phút còn lại trước khi hiệp 1 khép lại, bóng một lần nữa được đưa vào lưới Paraguay, nhưng lần này trọng tài đã dương cao cờ báo việt vị. Sang hiệp 2, Paraguay phần nào lấy lại được thế trận, nhưng những phương án tấn công của đội bóng này tỏ ra tương đối nghèo nàn, trận đấu kết thúc mà không có thêm bất kỳ bàn thắng nào. Đây là một kết quả vừa đủ để Argentina đổi lại ngôi đầu bảng từ tay của Chile. Bên cạnh việc Argentina đã đánh bại Paraguay với tỷ số là 1-0, thì với cá nhân của Messi cũng có một niềm vui khác dù không ghi bàn cũng không kiến tạo trong trận đấu sáng hôm nay nhưng mà El Bunga vẫn tạo nên một cột mốc lịch sử đáng nhớ khi đã cân bằng thành tích của tiền vệ Xavi Mascherano người đồng đội cũ cũng chính trong áo câu lạc bộ Barcelona hiện tại Messi cùng Mascherano đều đã có 147 lần thi đấu cho Argentina với việc Mascherano đã giải nghệ trong khi M10 vẫn đang thi đấu tiền đạo 34 tuổi chắc chắn sẽ vượt qua thành tích của người đồng đội cũ trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia Kỷ lục đó có thể sẽ được xác lập vào ngày 29 tháng 6 tới đây, khi Argentina sẽ chạm trán Bolivia tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Cup 3 2021. Trong chuyên mục bạn có biết hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tình huống hài hước của các nguyên thủ quốc gia. Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa có cuộc tiếp đón người đồng cấp Ý là Mario Gary ở đang ở thăm Tại Berlin, hai lãnh đạo đã hội đàm và trao đổi về hàng loạt các vấn đề song phương lẫn quốc tế cùng quan tâm. Các nội dung nổi bật là kiểm soát người tị nạn từ châu Phi, Trung Đông, phối hợp phòng chống COVID-19, chia sẻ vaccine và đối phó với các nhóm cực đoan. Thủ tướng Đức Merkel nói rằng bà đồng ý và có cùng quan điểm với Thủ tướng Draghi trên tất cả các vấn đề trừ việc muốn đội nào thắng ở Euro kỳ này. Được biết cả Thủ tướng Đức và Thủ tướng Ý đều là những người đam mê cuồng nhiệt với bóng đá. Giải năm nay hai đội tuyển cũng chơi tốt, sau ba lượt trận toàn thắng ở vòng bảng, tuyển Ý nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho chiếc vô địch. Tuyển Đức thì sau trận đè bẹp bộ đội Nha với tỷ số 4-2 cũng khẳng định được sức mạnh của chính mình. Thông tin cuối cùng hôm nay là lịch thi đấu các trận như chúng tôi đã đề cập ở trên. Vào 2 giờ sáng mai sẽ diễn ra song song hai trận đấu của bạn đi. Anh gặp Cộng hòa Séc trong trận đấu thu tục và Cosland sẽ quyết chiến với Russia cho tấm vé đi tiếp. Các bạn dự đoán về tỷ số hai trận đấu này như thế nào? Xin hãy để lại bình luận ở comment bên dưới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin thể thao trên kênh FBNC. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật kênh thức mới nhất về Euro và các thông tin thể thao khác. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi.